Phim Cỗ Máy Thời Gian 2021 với sự tham gia của Cù Thiên Lạc, Lâm Phong, Tuyên Huyền, có lẽ đây là phim điện ảnh Hồng Kông được các fan TVB mong đợi nhất trong năm nay. HK01 đưa tin trailer đầu của phim điện ảnh Cỗ Máy Thời Gian, tên khác Tầm Tần Ký, ra mắt khán giả, trong đó có nhiều cảnh mâu thuẫn giữa Hạng Thiếu Long, Cù Thiên Lạc và Doanh Chính, Lâm Phong. Theo HK01, Cỗ Máy Thời Gian xoay quanh một nhóm người hiện đại trở lại nhà Tần để thay đổi lịch sử. Phim bắt đầu bằng mối quan hệ gay gắt giữa Hạng Thiếu Long và Doanh Chính, sau này trở thành vua Tần Thủy Hoàng. Hạng Thiếu Long yêu cầu Tần Thủy Hoàng để bản thân và vợ con sống yên ổn. Tuy nhiên, Tần Thủy Hoàng vẫn muốn giết chàng. Phim cải biên tiểu thuyết của cố nhà văn Hoàng Dị, thuộc thể loại xuyên không võ hiệp, tác phẩm quy tụ dàn diễn viên của Cỗ Máy Thời Gian bản truyền hình, chiếu trên TVB năm 2001, gồm Tuyên Huyên, Quách Thiện Ni, Đăng Lệ Minh, Trịnh Tuyết Nhi. Tuyến nhân vật của bản truyền hình và điện ảnh giống nhau nhưng nội dung khác biệt. Phim bấm máy ở Quý Châu, Trung Quốc hồi tháng 4 năm 2019, hoàn thành sau 3 tháng. Tác phẩm được Cù Thiên Lạc ấp ủ hơn 10 năm. Năm 2017, công ty One Cool Film Production của Anh mua bản quyền chuyển thể tiểu thuyết. Với những người chưa xem bản gốc, bộ phim Tầm Tần Ký do TVB sản xuất vào năm 2001, phim kể về câu chuyện du hành ngược thời gian của cảnh sát Hồng Kông thế kỷ 21, Hạng Thiếu Long, Cù Thiên Lạc, trở về thời chiến quốc của Trung Quốc cách đó 2.000 năm. Tại đây, anh ta đã tham gia vào nhiều sự kiện lịch sử quan trọng, dẫn đến lần đầu thống nhất Trung Hoa của nhà Tần. Trong thời điểm năm 2000, một tác phẩm hoành tráng, hội tụ dàn diễn viên nổi danh giúp Tầm Tần Ký trở thành một trong những tác phẩm kinh điển trong lòng khán giả. Nhờ vai diễn Hạng Thiếu Long, Cù Thiên Lạc cũng nhận được nhiều giải thưởng diễn xuất danh giá. Tầm Tần Ký cũng chính là tác phẩm truyền hình cổ trang đầu tay của Lâm Phong. Bộ phim đã giúp anh đạt giải thưởng diễn viên mới triển vọng nhất và thăng tiến hơn trong sự nghiệp diễn xuất. Bộ phim sắp tới sẽ xảy ra 19 năm sau bản gốc, sẽ đưa người xem đến năm 2019. Trong quá khứ song song, Hoàng đế Tần Thủy Hoàng đã thống nhất 6 nước mặc dù câu chuyện sau đó vẫn còn là một bí ẩn. Cũng không rõ liệu các nhân vật có thực hiện lại vai diễn của họ hay không. Tất cả những gì chúng ta biết là Hạng Thiếu Long có một cậu con trai, rất có thể là Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ sau này. Lâm Phong chia sẻ rằng, sau nhiều năm làm việc, anh hy vọng sẽ mang đến một điều gì đó khác biệt cho vai diễn của mình. Rốt cuộc, Cỗ Máy Thời Gian là bộ phim cổ trang đầu tiên của anh. Tôi hy vọng nó mới và được cải tiến cũng như phù hợp với bản gốc. Phim vẫn giữ bản nhạc nền thiên mệnh tối cao do Cù Thiên Lạc hát ngày nào. Lâm Phong vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh, bá khí của Tần Thủy Hoàng như 19 năm trước. Hạng Thiếu Long của Cù Thiên Lạc tuy đã tóc điểm hòa râm nhưng cực kỳ phong độ và hài hước trong chiếc áo thun working ngày xưa. Dàn diễn viên nữ cũng đã bộc lộ rõ dấu hiệu tuổi tác, nhưng diễn xuất của họ đã đằm thắm chín muồi khi vào vai những người lên chức làm vợ, làm mẹ. Trước Tầm Tần Ký, Cù Thiên Lạc và Tuyên Huyên đã từng liên duyên trong một số tác phẩm truyền hình khác như Chú Chó Thông Minh, Hồ Sơ Trinh Sát 4. Họ là một trong những cặp đôi màn ảnh được yêu thích nhất của khán giả TVB. Thế nên, các fan vô cùng háo hức khi họ lại lần nữa sánh đôi trên màn ảnh rộng. Tầm Tần Ký từng được Ngô Kỳ Long sản xuất lại năm 2018, tuy nhiên bị chê tơi tả. Bản năm 2018 chỉ nhận được 2.3 điểm trên Douban, trong khi đó bản gốc của Cù Thiên Lạc nhận được tới 8.3 điểm. Ngoài Cỗ Máy Thời Gian, năm nay Cù Thiên Lạc dự kiến ra mắt các tác phẩm Kim Tiền Đế Quốc, G-Storm, Minh Nhật Chiến Ký, Trần Tam Quốc Vô Song, ấn định ngày ra mắt vào 30 tháng 4, Tài Tử 51 tuổi đóng Chiến Thần Lã Bố, Yêu Điêu Thuyền Cổ Lực Na Chát. Liệu Tầm Tần Ký, Cỗ Máy Thời Gian bản điện ảnh lần này có tạo được tiếng vang lớn trong bối cảnh nền điện ảnh Hồng Kông gần như cạn kiệt ý tưởng, liên tục remake phim như thế này hay không? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé!